trước đây Tùng đã có một vài cái dự án xây dựng trường đại học mà tôi chứng kiến ấy, khi mà các nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính ấy, thì nó không khả thi. Anh em ở cái nhóm Ba Lan lúc ấy, nó có một số anh em nữa, tôi, anh Sơn, anh Lê Đình Đạo, rồi anh Ngô Hào Bắc, một số anh em đều là, các anh ấy đều là những người lớn tuổi, trí thức và có trình độ, là giáo viên cũng như là đã làm việc ở các viện nghiên cứu ở Việt Nam. Và thực ra lúc ấy là các anh đã là những doanh nghiệp và cũng thành đạt, là cũng bắt đầu là có cái ý là muốn quay trở về Việt Nam. Tôi thì về rồi, anh Sơn thì về rồi, và những anh kia có ý là quay về Việt Nam để có một cái đầu tư hoặc là một cái công việc gì đó cho nó thích hợp. Mình đã tính là phải thành lập trường đại học, và cái đó mới là cái mình đam mê, mình theo đuổi. Cho nên là 2005 đã, anh đã bắt đầu khởi động để lập cái đề án xây dựng cái nhà trường này. Lúc bây giờ để cái quy hoạch một cái quỹ đất dành cho cái giáo dục đại học nó cũng chưa được định hình một cách rõ ràng. Tuy nhiên là ở cái thời điểm mà trường đại học Đại Nam xúc tiến đầu tư ấy, thì ở trên địa bàn tỉnh Hà Tây lúc đó cũng có một vài trường khác cũng xúc tiến đầu tư. Đại học Đại Nam lúc ấy, đấy như tôi đã nói, là nó chỉ là một cái nhóm các nhân sĩ trí thức cũ. Họ thì về trình độ chuyên môn thì họ có thể là rất là giỏi, có. Nhưng mà trình độ quản lý cũng như là cái phương án để làm một cái trường đại học là họ còn rất là lờ mờ. Khi mà thấy các bác bắt đầu có dấu hiệu là một vài người muốn thôi, thì mình mới đi gọi bạn bè, mới nhắm mấy người mà thân thiết, cũng lại có tiềm lực. Ở trong đó có anh Quân bây giờ là phó chủ tịch nhà trường mà đang phụ trách vấn đề cơ sở vật chất, anh lại người Hà Tây. Cơ sở vật chất thì lúc đầu là đi thuê chung với những người khác, mà mình chỉ quản lý 1-2 tầng thôi, nó rất là bất tiện. Và thực ra lúc ấy với một cái mô hình, một cái trường đại học, thì cảm tưởng là tôi và anh Sơn lúc ấy nó cũng không hài lòng. Nó ở mức độ là tạm bỡ, chắp vá. Muốn xây dựng một cái thương hiệu mà một cái cơ sở vật chất như thế là rất là khó. Với cái vị trí của Hà Tây lúc đó ấy, là ở cận kề Hà Nội, cho nên là cái việc mà phát triển các cái cơ sở giáo dục, nhất là giáo dục đại học, thì rất là cần thiết và nó phù hợp với cái quy hoạch cũng như là yêu cầu phát triển chung của cả nước. Cơ sở vật chất của mình thì chưa có, mặc dù có tiền lúc ấy không có cơ sở vật chất. Thì quyết định đầu tiên của tôi và anh Sơn là phải thuê một cơ sở vật chất độc lập, mặc dù là đất đai là mình lúc ấy chưa có. Và chúng tôi quyết định là thuê cái 56 Vũ Trọng Phụng bây giờ. Các anh ấy đều xuất phát là các cái giảng viên ở các trường đại học của nước ta lúc bây giờ rồi. Ví dụ như có anh ở trường đại học tổng hợp, có anh thì ở trường đại học Bách Khoa. Thế và các anh lại được đào tạo, học tập ở nước ngoài một thời gian dài rồi. Và tôi thấy các anh có cái đam mê, cái ý tưởng của các anh ấy là rất phù hợp với cái suy nghĩ của tôi lúc bây giờ. Các cái thành viên hội đồng sáng lập ấy đều muốn là mong muốn xây dựng một cái trường đại học tư mà nó phát triển, nó phải to lớn và có tác động đến đất nước, có đóng góp vào cái sự nghiệp đào tạo của đất nước. Lúc ấy là tôi nhớ là có giáo sư Châu, Nguyễn Ngọc Châu, là gọi là một cái người là đang thu hút một số các cái trí thức. Bác là người đầu tiên bác ấy đến gặp mình ở ngân hàng. Thì bác Châu này thì bác ấy về hưu, sau đó bác ấy có tham gia làm một cái trung tâm ở Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Thế thì cũng qua cái liên hiệp đó thì có người giới thiệu là gặp mình. Bác Châu là người muốn thành lập một trường đại học, nhưng khả năng của bác thì không làm được, mà phải cần có một doanh nghiệp để mà chống lưng. Mà doanh nghiệp đấy thì rất cần một cái người mà lại vừa là có nguồn gốc là thầy giáo, vừa là một người có tiếng. Thì anh Sơn hội đủ những cái đó, và bác ấy đến rủ anh Sơn. Thì bác ấy trình bày lại là chúng tôi đang thành lập một cái trường đại học như thế như thế. Thế thì có người giới thiệu tôi đến gặp ông, và chúng tôi mời ông tham gia vào cái hội đồng sáng lập. Thế cái buổi gặp đầu tiên thì rất là thân thiện, mời bác nói chuyện và đồng ý với các bác ấy những cái ý tưởng thành lập một cái trường đại học. Tôi và anh Sơn là rất ghi nhận những cái đóng góp và những cái ý tưởng của bác Châu. Bác Châu thì bác ấy là người rất là hiền lành, rất là tử tế. Anh ấy là tiến sĩ khoa học ở bên Tiệp về. Bác ấy thì nhiệt huyết lắm.
có một điều tiếc là đáng nhẽ là cái kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, chúng tôi vẫn hy vọng là sẽ được đón tiếp bác ấy và mời bác đến dự lễ kỷ niệm. Nhưng mà cách đây mấy tháng thì nhà trường cũng nhận được một tin buồn là bác ấy mất. Cho nên đấy là cũng là một trong những cái đáng tiếc cho nhà trường.